dự án The Nine Stellars được khơi nguồn cảm hứng từ quận Shibuya, Tokyo, nơi tổng hòa của nhịp sống hiện đại, hạ tầng tiên tiến, kinh tế thịnh vượng với các luồng giao thương mạnh mẽ. Nơi hội tụ tinh hoa phát triển với sự cộng hưởng đồng bộ từ ứng dụng công nghệ thông minh và triển khai cơ sở hạ tầng đa dạng, tạo nên tầm vóc một khu đô thị sở hữu giá trị sống và làm việc độc đáo, xứng tầm phong cách sống hiện đại chuẩn quốc tế. Và đây, một thành phố Hồ Chí Minh năng động với dòng chảy kinh tế không ngừng phát triển. Nhịp sống đô thị hiện đại thể hiện rõ nét mỗi ngày, đòi hỏi việc thiết lập một chuẩn sống tiện nghi và mạng lưới kết nối giao thông đa phương tiện. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm lộ trình tiện lợi bậc nhất trên chuyến tàu khởi hành từ nhà ga trung tâm Bến Thành hướng đến The Nine Stellars. Một đô thị thông minh tọa lạc ngay trạm cuối tuyến metro số 1 và liền kề khu phức hợp bến xe miền Đông với một phong cách sống hiện đại, năng động, tiện nghi bậc nhất tại trung tâm kinh tế, tri thức, khoa học sáng tạo phía Đông Sài Gòn. Ga Ba Son, giao điểm tinh hoa, dẫn đến một thủ phủ mới của Sài Gòn. The Metropole Thủ Thiêm phản chiếu hình ảnh quận 1 phồn hoa, nơi mở ra chuẩn sống thượng lưu với những đặc quyền độc đáo, hiện đại. Ga Thảo Điền, điểm đến của cộng đồng quốc tế. Với không gian sống đẳng cấp, tiện nghi và biệt lập tuyệt đối cho cư dân. Nơi tận hưởng mỗi phút giây quý giá của cuộc sống. Cùng với hệ thống giáo dục quốc tế, vui chơi, giải trí, mua sắm. Ga Thủ Đức, đô thị sáng tạo công nghệ, nơi ươm mầm những tài năng tương lai và phát triển các trung tâm khoa học, công nghệ, giáo dục. Chào mừng quý khách đến với The Nine Stellars, dự án tiên phong cho mô hình đô thị thông minh hiện đại bậc nhất Việt Nam, tọa lạc tại trung tâm phố Đông Sài Gòn, nơi sự tiện lợi được kết nối tuyệt đối. Tại The Nine Stellars, cộng đồng dân cư sẽ kết nối với nhau thông qua các thiết bị và mạng lưới thông tin được phát triển dành cho hệ sinh thái đô thị hiện đại như tuyến xe điện tự động vận hành nội khu. Đánh thức ngày mới năng động với mảng xanh tươi mát bao quanh. Cư dân sinh sống tại đây luôn được tận hưởng bầu không khí tươi mát thuần khiết từ 407 hectare công viên văn hóa và 300 hectare thảm cỏ xanh từ sân golf kề bên. Đô thị thông minh ứng dụng nền tảng công nghệ Qualcomm. Lần đầu tiên tại Việt Nam, dự án The Nine Stellars được hình thành trên nền tảng của sự hợp tác chiến lược của Sun Kimland và các đối tác tầm cỡ quốc tế như Qualcomm Hoa Kỳ, Viettel Networks trong việc cung cấp hạ tầng viễn thông và giải pháp đô thị thông minh vào dự án có 102 này. Chốn an cư nâng tầm phong cách sống.
kế nội thất sang trọng, ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, kết hợp các giải pháp công nghệ thông minh mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cùng các tiện ích vượt trội trong không gian sống lý tưởng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một dự án mở lối tiên phong trở thành mảnh ghép đầu tiên trong bức tranh xây dựng khu đô thị thông minh, góp phần tạo nên biểu tượng đô thị 4.0 tại trung tâm thành phố Thủ Đức. The Nine Stellars, chuẩn mực kết nối cho cuộc sống thông minh.